Vâng, em Quốc Hùng rất vui được gặp lại toàn thể tất cả các bác trên kênh của anh Thành Quốc Hùng. Thì bên em hôm nay giới thiệu cho tất cả các bác chi tiết đôi loa Wackerin Pro mã CTS 112, một đôi loa full bass 30 để cho tất cả các bác về karaoke kết hợp nghe nhạc trên đỉnh. Thì như video trước thì bên em cũng đã có giới thiệu cho tất cả các bác về được là một đôi CTS 115 thì bắt 40 và hai đôi CTS 112 bắt 30 và hai đôi loa tây. Thì giới thiệu cho các bác trước là đôi full 30 này. Thì hôm thì em còn có quay cho các bác xem tiếng loa, thì ở đây thì các bác nhìn đó là hàng bên em tiến về cho các bác là đẹp keng luôn á, đẹp như mới luôn nha. Những đôi loa này thì em tiến về cho các bác là đẹp như mới. Đây, các bác nhìn này, keng này. Logo này, logo các bác nhìn nó mới tinh, Wackerin Pro nha. Cái lưới đồng này thì cực chắc luôn các bác nha. Phía bên trong là một lớp vải ni nha bác, chống bụi. Còn phía bên ngoài là cái sắt. Đấy, các bác nhìn nè, quá đẹp luôn nha. Về thòng quách thì nó còn nguyên, nguyên không sức mẻ bên nữa gì các bác ơi. Căn bên này cũng vậy nha bác, logo này bác nhìn logo Wackerin Pro này còn sáng choang, quá đẹp luôn. Dòng này được bác chơi như như là hàng chữ shop luôn nha bác. Vâng, và đây là cái tuyến loa này, tuyến loa của bác xem hai con, hai cái cặp bát cực kỳ là đẹp, mới tinh. Đấy, từ trong ra ngoài. Đấy, quay rõ bác luôn, một đôi chép còi phễu, hình phễu nha bác nha, quá đẹp nhôm nha. Thùng là thùng gỗ sơn sần nha bác, thùng gỗ sơn sần. Thùng là thùng ngũ giác nha, ngũ giác ngũ cạnh, quá đẹp luôn. Đây bác, góc cạnh nó thì khôi hơi bằng luôn, quá chắc luôn. Đấy. Với đôi lọ full như này và công suất nó từ 250 đến là 500W nha bác nhé, lọ 8 ohm. Đường tín hiệu vào loa thì nó sẽ sử dụng hai cọc Neutrik và một cọc Pickwick. Ở đây các bác nhìn rất là chất lượng nha, logo Wackerin Pro này quá đẹp như mới luôn, như xuất xứ nha bác nha. Rồi giờ thì em sẽ đưa các bác đi vào xem nội thất bên trong, tiếng loa, nhận loa, côn, phân tầng, vân vân. Vâng, đây các bác nhé. Thì bên em đã tháo xong cái đôi loa Wackerin Pro CTS 112. Đây các bác nhìn hàng rất chất lượng luôn nha. Quá đẹp nha bác. Wackerin Pro này. Model D643A 500W 250 đến là 500W này, là 8 ohm nha. Đây sử dụng từ 160 nha bác nhá. Đấy, từ bát là 160. Đây các bác, em quay cho các bác xem cái nhận lo. Quá đẹp luôn các bác nha, hàng xịn sò nha bác, xịn sò của anh Quốc, khá nặng nha. Đây lo nha, dinh nghiêng bán nha bác, dinh nghiêng bán hết nha. Tiếng lo cực đẹp luôn. Rồi bên trong phân tầng nha, phân tầng của nó cực kỳ là gấu luôn rồi bác, phân tầng Wackerin Pro này, đấy cực kỳ là gấu nha, phân tầng hai lớp, một lớp phía bên ngoài và một lớp phía bên trong nha. Đấy, các bác nhìn thấy những trở bên trong, ở bên trong thì được lót một mút tiêu băng. Đây là cái củ loa chép nha, củ loa chép này, camber England,
Veteran model 533 này thế nha bác nha. Con cần ở đây rất là chất lượng nha bác. Chỉnh nguyên bán nha, hàng là mình đem bao chỉnh nguyên bán cho cả bác hết nha. Nhận lo này, tuyến lo lo chép nó này bác nha, lo chép các bác nhìn chất lượng luôn nha, hỏng nhôm. Rồi thì đó là chi tiết nội thất của đôi lo Veteran Pro mã CTS 12 full bát 30. Phía dưới thì nó có lỗ để các bác bắt chân lo nha, bắt chân lo nha bác nha, chân lo full nha, quá chắc luôn các bác nha. Hai lỗ thông hơi. Rồi thì em báo giá luôn cho các bác đôi lo này thì hiện tại bên em đang có giá là 10.500.000 nha. Giá bên em bao cước tổng quát cho các bác thì các bác nào có nhu cầu thì alo cho Hồng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. Các bạn Zalo Facebook để xem ảnh cụ thể chi tiết hơn nha bác nha. Em cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.